Long xin mến chào toàn thể quý của chú anh chị cùng đam mê bộ môn cái cảnh nghệ thuật trên cả nước. Thì hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 8. Thì Long có nhờ anh Lê Nhiêu ở câu lạc bộ bonsai Go Vấp chia sẻ một số kỹ thuật chăm sóc và làm cái bonsai gửi tới quý anh chị mình cùng xem để tham khảo quý vị nhé. Thì mong rằng quý anh chị mình xem và ủng hộ cho Long cũng như ủng hộ cho anh Lê Nhiêu. Rồi thì kính mời quý anh chị mình cùng đón xem video ạ. Hôm nay mình làm cái mai chiến thủy này để mình chia sẻ đến anh em nha. Thì hiện tại cây này mình còn đang nuôi, nhưng mà mình thấy các chi nó bị xiết kẽm quá nhiều, mà cái phần cốt cành ở phía trên đây nè với lại cái phôm tàn mình thấy đã tương đối là ok rồi, cho nên mình sẽ rút bồ tàn lại để làm chi tiết và nuôi xương cho bồ tàn này, và để mục đích là cho nắng nó quang hợp tốt dưới cái phần dưới các chi dưới để cho nó nhanh phát triển hơn. Các chi dưới thì mình vẫn để vậy thả nuôi không rút nha. Đối với cây này hiện tại mình chủ yếu là nuôi cái phần cốt cành này cho nó lớn hơn nữa. Thì mình có khắc cái vị trí ở cái chỗ cái mắt này nè để cho nó mọc vào cái tược, mình làm một cái tược mồi nó bơm cái cốt này nó nhanh lớn hơn. Khi mình đặt lá đó mình sẽ cắt lọc bỏ bớt các chi không cần thiết để cho nó tập trung dinh dưỡng, nó nuôi lại các chi phần còn lại nha. Thời điểm mình uống cây á, thì các lá nó đã già và mình phải cắt nước 1-2 ngày để cho nhánh nó dẻo. Vì bình thường thì nó no nước rồi nó sẽ giòn, uống nó dễ bị gãy. Giờ mình sẽ tiến hành vô dây. Thì giờ mình sẽ bắt cặp hai nhánh để mình vô một sợi dây nha. Thì trong quá trình mình vô dây á, thì mình nên né các mắt của cái nhánh. Dây xong rồi mình chuẩn bị chỉnh sửa cho cái cây này. Thì cái cây này là cây trực cành phóng, anh em còn gọi là cành âm, và đây cũng là một số kinh nghiệm mà người anh đã chỉ dạy cho mình. Trong quá trình mình đi giao lưu mình đã học hỏi thêm, mình có mục đích là mình chia sẻ đến anh em nha. Thì mình sẽ làm cái chi này trước, bắt đầu mình sẽ chỉnh sửa nha. Thì cái cây này các cốt này đã lớn rồi, mình không có vô cái phần dây cốt chính, mình chỉ vô phần dây các chi phụ, chi thứ cấp thôi. Bắt đầu mình tiến hành mình uống nha. Thì mình chỉ cần lắc qua lắc lại và mình chọn các điểm dương này nè, nó sẽ có cái mắt hoặc cái chi
để sau này mình uống cái chi tiết cắt ra, mình chỉ phải lắc nè, lắc thẳng qua, lắc thẳng trở lại thôi. Sau đó anh em dùng cái tay nè, ví dụ điểm co đi xuống thì mình sẽ nhấn xuống, nhấn xuống thì con tay trái của mình nè với lại ba ngón nè mình đánh nhấn xuống, còn cái điểm thứ hai á mình sẽ nhấn lên, mình dùng hai cái ngón giữa nó cỏ nè, giữa nè mình sẽ nhấn lên nè, và cái điểm thứ ba mình sẽ nhấn xuống, điểm thứ tư mình sẽ nhấn lên nè. Và cái phần chi thứ cấp này cũng vậy, mình chọn cái mắt làm biểu dương, sau đó mình chỉ phải chiếc dắt qua lại thôi. Thì cái điểm đầu mình hướng lên thì cái điểm thứ hai á, mình sẽ ấn xuống, và cái điểm thứ ba mình sẽ ấn lên, điểm thứ tư mình sẽ ấn xuống. Thì tất cả các mâm chi này mình cho nó hướng xíu xéo về trên tàu bên đây, chứ mình không có cho nó vô trực diện ở chỗ này, hướng xéo cái phong tài hướng ra đây. Thì sau này á, giữa các điểm dưa thì giữa các chi này á, thì mình sẽ bắt thêm một cái xương lưng đó, xương lưng như thế này. Thì giữa hai chi này thường thường mình sẽ bắt thêm một cái xương lưng, thì trong quá trình mình định hình đó, ví dụ như đây có cái co mà chỗ này nó không có chi đi mà nó có cái mắt sẵn, thì muốn ra cái chi để uống như thế này á, thường thường anh em á sẽ cắt cái một miếng chỗ này nè có cái mắt, thì sẽ cắt cái chặn một chỗ này, cắt chặn chỗ này để cho cái mầm cái mắt này nó tức và nó xì mầm ra. Còn nếu mà nó không xì ra thì mình cũng có thể tiến hành phương pháp là mình ép cành, mình chọn một cái cành nào đó mọc từ dưới gốc hay là xung quanh đây nè, mình kè mình áp ở đây mình uống ra. Thì cái vấn đề về áp á, mình sẽ chia sẻ với anh em luôn. Kỹ thuật phần áp nó có nhiều cách áp, nhưng mà mình thì hiện tại mình sử dụng cái cách áp này. Thì cái nhánh áp của mình nè, mình chọn cái nhánh nó vừa chuyển màu thôi nè, chuyển màu sọc 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 nè, nhánh nó rất là sưng, chứ mình đừng có chọn cái nhánh mà nó đang thui như vậy, nó già rồi. Đó. Hoặc mình cũng đừng có chọn cái nhánh non này quá, cái màu xanh này nè cũng đừng chọn, mình chọn cái nhánh cái này ghép này là đẹp nhất. Mình chia sẻ với anh em cái cách ghép áp nha. Thì mình sẽ tiến hành trên một cái nhánh cây này, thì giả sử như mình chọn cái vị trí áp cần lấy cái điểm này giam làm cái nhánh nha, đó cái điểm nè cái mắt này, thì mình chọn cái nhánh áp đó, mình kéo qua tương thích với chỗ này, thì mình xem cái nhánh này nè, cái bề ngang của cái nhánh này nó lớn chừng nào thì mình sẽ canh ốm chừng, và mình sẽ tiến hành bóc vỏ trên cái thân chính mình cần áp vô. Thì chiều dài nó khoảng tầm 2 cm là mình nghĩ được rồi, tiến hành mình bóc vỏ nha. Xong đó mình sẽ bóc cái lớp vỏ này ra, thì mình có thể mình dùng dao dục giấy hoặc các loại dao ghép trên thị trường nha. Sau khi mình bóc vỏ cái nhánh này ra thì cái phần này nè mình sẽ gọt cái lớp da dưới đây, nó có độ dài gần tương thích với lại cái phần mình bóc vỏ này ra. Mình xem cái đoạn bóc da vô chỗ này nè, đó cái độ dày của cái lớp da này nó dày như thế nào, thì có nghĩa là cái độ sâu cái phần lỗ vô phần lõm vô đây nè, thì mình sẽ gọt cái phần này, cái độ dày nó có cái độ dày nó tương thích với cái phần này. Vì khi mình áp vô á, mà cái phần mà nó lòi da quá nhiều á, sau này cái vết áp nó sẽ xấu đó, mà nó lõm vô quá thì nó cũng sẽ khó dính. Sau đó mình sẽ tiến hành mình buộc dây lại. Thì mình có thể là dùng dây ni lông mềm hoặc là các loại băng keo dính,
trong quá trình mình buộc dây á, thì mình cũng không nên mình siết quá cứng, và mình cũng không nên là siết quá lỏng nữa. Mình siết vừa tay thôi. Thì sau khi mình buộc dây nha, cái đầu mình sẽ dùng cái sợi dây nhưng mình sẽ uốn định hình ra luôn, chứ để sau này nó lớn quá mình sẽ không có uốn định hình ra được. Thì cái điểm đây nè, mình làm rất là nhẹ thôi nha, mình đưa vô nhẹ thôi đó, chứ mình ấy nó mạnh quá nó sẽ gãy giữa cái điểm mối ghép này. Thì mình đó, mình lấy con kẹp mình uốn nhẹ ra cái vị trí mà mình cần lấy cái chi ra nè. Thì trong quá trình mình bẻ ra đó, mình cái tay mình tì vô đây để nó gãy ngang chỗ kia nha. Mình nuôi khoảng tầm 1 tháng mấy tới 2 tháng thì mình sẽ thấy cái nhánh này nè, nó sẽ lớn lên đó, nó sẽ lớn hơn cái phần này sẽ teo đó. Mình quan sát cái điểm này nó cũng đã cuốn cái nhựa chỗ hai cái đầu này nè. Thì mình sẽ tiến hành đó, mình gọt nhẹ nó cho lại đi phân nửa phần mép trên này đi, rồi mình để một thời gian nữa tầm 1 tháng sau đó, có thể là 2 tháng thì mình sẽ cắt hẳn cái phần này đi. Và mình cũng tiến hành là mình gọt cái phần này, bỏ phần dây này đi, để chứ cái nhánh này lớn quá nó siết á thì cái chỗ này sẽ teo và sau này nó sẽ dễ gãy lắm, cho nên mình sẽ tháo phần dây này đi từ từ đi đó, để cho cái chỗ này nó lớn và nó. Phần đầu này mình không rút để mình thả nuôi tiếp. Cái dây chi này nuôi tiếp. Mình cố gắng bắt được những cái xương lưng này thì cái mâm mình sẽ dày hơn của cái chi này. Nhưng mà bây giờ mình thấy cái chi này ra nè, một trong hai chi này nó sẽ đẹp hơn vì khoảng cách nó sẽ đẹp hơn cái đoạn này, hai đoạn này rất gần. Và cái điểm dưới đây hai cái một trong hai chi này nó sẽ là cái điểm dương hơn, thì mình sẽ bắt lại một trong hai chi đó. Và cái chi này á, mình làm cái xương lên, cái xương lên thì cái xương này nó sẽ điểm xéo ở đây, mình mốt cái xương chỗ này nè, khoảng cách giữa hai chi có cái xương, mình sẽ làm cái xương đây đó, lấy cái xương đây thì mình định chéo qua đây. Mình thả liên tiếp cái phần ở đây, mốt mình sẽ cắt rút nó lại. Mấy cái tược này mình thả liên tiếp nha, để cho nó bơm, thứ nhất là nó bơm cốt này, cái thứ hai là nó sẽ lớn cái nhánh này hơn. Thì phía trước anh em nhìn vô thấy nè, đó, sau này mình sẽ có cái chi đây nè, thì nó sẽ sâu hơn. Và sau này có cái chi đây nè, những cái chi thứ cấp nè, thì mình nhìn phía trước vô nè, mình sẽ thấy được cái những cái chi này,
tạo chiều sâu cho cây nữa đó. Cái chi này cũng chi mồi để cho nó bơm phủ cái khúc này. Còn phần ngọn á thì mình sẽ lấy lại bên đây nha. Đây có cái mắt nè đó, mình sẽ xéo cái này đi thì nhìn cái ngọn này nó sẽ có cái độ lắc lượng hơn. Thì sau này cái điểm này lên nhánh về mình sẽ chụp lại kết thúc nữa nha. Mình kết thúc điểm này mình không có uống lên nữa, thì uống cứ uống vậy ngoài thì cái ngọn sẽ rất là cao. Mình sẽ bôi keo liền cái phần này lại nha. Sau xử lý mặt cắt xong mình sẽ bôi keo liền, mình đừng để nước nó thấm vô sau này bị ảnh hưởng. Cái phần này đi mình sẽ... Mình kết thúc video ở đây nha.